Chiều ngày 2 tháng 12, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ khuya ngày 1 kéo dài đến sáng ngày 2 tháng 12, mưa lớn cực đoan dồn dập ở thượng nguồn với lưu lượng khoảng 350mm khiến thủy điện Hương Điền có dung tích hơn 820 triệu mét khối, không còn khả năng tham gia giảm lũ cho hạ du. Thủy điện Hương Điền mất khả năng cắt lũ nên trong sáng ngày 2 tháng 12, lũ sông Bồ bên dưới thủy điện Hương Điền lên rất nhanh và đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 3 và hiện lũ bắt đầu rút nhưng còn chậm. Trong sáng ngày 2 tháng 12, một số địa phương vùng hạ du sông Bồ như Quảng Điền, Phong Điền bị ngập cục bộ. Nước tràn qua đường, gây ách tắc giao thông một số tuyến như tỉnh lộ, đường liên xã ở Quảng Phú, Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Phong An, Phong Sơn, huyện Phong Điền.